giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Lâm Khánh Chi lên tiếng về hình ảnh xuống sắc, tôi có phải tiên dáng trần đâu mà lúc nào cũng đẹp. Lâm Khánh Chi cho biết bản thân cô không quan tâm tới những lời chê bai vì Chi tự cảm nhận mình đẹp và tự tin với điều này. Lâm Khánh Chi cho biết cô vừa thực hiện phương pháp làm đẹp nên làn da mới sưng chứ không có chuyện bị biến chứng. Vào tối 29 tháng 6 khi livestream trên trang cá nhân trò chuyện cùng người hâm mộ, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi để lộ gương mặt khác lạ với làn da vùng mặt và cổ chảy xệ và nổi sưng. Điều đặc biệt là Lâm Khánh Chi dường như không có ý định giấu giếm trước màn hình livestream có rất nhiều người đang xem trực tiếp. Những hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền với tốc độ nhanh chóng trên các diễn đàn bàn tán về showbiz. Ai nấy đều khá sợ hãi với gương mặt được cho là biến dạng. Thậm chí một số cư dân mạng còn đặt nghi vấn liệu Lâm Khánh Chi có đang bị biến chứng sau những ca phẫu thuật thẩm mỹ. Giữa những ý kiến trái chiều, chúng tôi đã liên lạc với Lâm Khánh Chi để biết thật hư những hình ảnh sần sùi như vậy. Lâm Khánh Chi cho biết chị vừa làm đẹp với liệu trình làm căng da nên chắc chắn da sẽ bị sưng như mọi người thấy, chứ không phải bị chảy xệ. Sau 3 ngày, làn da của chị sẽ được căng tràn, trẻ ra 10 tuổi. Trước thắc mắc vì sao lại thoải mái chia sẻ những hình ảnh không được đẹp lên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi cho biết chị không quan tâm đến những lời nói của anti-fan. Chi tự cảm nhận mình đẹp và tự tin với điều này. Nếu ai gặp Chi ở ngoài đời sẽ biết nhan sắc Chi như thế nào. Chi cũng là người phàm chứ có phải tiên dáng trần đâu mà lúc nào cũng đẹp. Ai cũng sẽ có lúc xấu lúc đẹp, quan trọng bạn có đủ tự tin và can đảm cho mọi người thấy hình ảnh lúc bạn xấu hay không. Nói thật vì bản chất Chi đẹp nên không phải lo sợ gì, sự thật thì mãi mãi là sự thật. Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới hiếm hoi có được cho riêng mình một gia đình nhỏ. Không những vậy, cô còn được ông xã điển trai cưng chiều hết mực. Chia sẻ bí quyết để có được mái ấm hạnh phúc thì Phi Hùng cho biết bản thân anh đã phải thay đổi các điều sau. Quan tâm và luôn bên cạnh vợ, hạn chế các buổi tiệc với bạn bè, dành thời gian cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Đã có đáp án cho việc tại sao Song Hye Kyo bị đổ lỗi vùi dập sau vụ ly hôn với Song Song Ki. Nữ hoàng giải trí xứ Hàn bỗng nhiên bị cư dân mạng trong nước chỉ trích vì hai lý do này. Chuyện hôn nhân tan vỡ của cặp đôi Song Hye Kyo và Song Song Ki trở thành thông tin gây chấn động làng giải trí châu Á. Vốn là cặp đôi trong mơ của hàng triệu người nên sự đổ vỡ này rất được quan tâm. Luật sư của Song Song Ki thì cho biết lỗi của việc ly hôn chủ yếu tới từ Song Hye Kyo. Song Song Ki ngay sau khi đệ đơn đã nhanh chóng công khai, chủ động liên lạc với truyền thông để thông báo vụ việc. Có hai điều khiến Song Hye Kyo bị dân mạng trong nước vùi dập. Một là căn bệnh ngôi sao và hai là sự đa tình. Cô thậm chí còn bị nghi ngờ ngoại tình với bạn thân của Song Song Ki. Trên các diễn đàn mạng xứ Hàn liên tiếp bùng nổ những nghi vấn về nội bộ cuộc sống gia đình của cặp đôi Song Song. Nhiều người cho rằng khó ai có thể chịu nổi tính cách của Song Hye Kyo. Một bình luận khác nhận định, tôi nghi ngờ về bản tính của Song Hye Kyo sau vụ việc chia tay này. Việc Song Song Ki là người chủ động ly hôn khiến nhiều cư dân mạng Hàn nảy sinh nghi ngờ tài tử này đã phải chịu đựng và muốn giải thoát. Song Hye Kyo đã làm chuyện gì có lỗi, cô ấy đã khiến anh ấy phải nhẫn nhịn là một loạt các phỏng đoán được đưa ra. Trước đó, nữ diễn viên từng vướng tin đồn mắc bệnh ngôi sao khi tham gia một số sự kiện ở nước ngoài. Hai cuộc tình của Song Hye Kyo trước khi đến với Song Song Ki cũng được bàn tới. Liệu có phải vì tính cách của Song Hye Kyo nên cả Lee Boon Hun và lẫn Jun Bin đều từ bỏ? Một cư dân mạng đều lên tiếng, cô ấy không thể bên cạnh một người đàn ông nào lâu dài cả, một ý kiến khác được đưa ra. Ngoài ra, Song Hye Kyo còn bị cư dân mạng đánh giá là người phụ nữ đa tình. Bất kỳ một vai diễn nào người đẹp cũng khiến báo giới rầm rộ tin đồn phim giả tình thật. Từ Song Sun Hoon trong Trái tim mùa thu đến Kim Min Young trong Thiên thần hộ mệnh hay với Kang Dong Won trong My Friendlin đều khiến người ta phải bàn tán. Khoảng một tháng trước khi hôn lễ thế kỷ diễn ra, nhà triết học nghiên cứu tử vi Lee Seok Hoo đã đăng tải một bài viết giải mã độ tương hợp giữa Song Song Ki và Song Hye Kyo. Quẻ bói của Song Hye Kyo chỉ ra rằng cô ta không thể sống trọn đời bên người bạn đời của mình được. Còn quẻ bói của Song Song Ki thì cho thấy cậu ấy sẽ lấy người phụ nữ trăng hoa ngoại tình hoặc một người phụ nữ có quá khứ. Kết luận lại rằng những điều ấy sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của cả hai thất bại. Xem xét toàn cảnh thì sẽ có một cuộc chia ly vào năm 2019. Kết hôn và ly hôn là quyết định của cả hai bên. Thậm chí nếu may mắn thì nhiều người vẫn có thể vượt qua và tiếp tục sống. Thậm chí Song Hye Kyo còn bị đồn đoán có mối quan hệ tình cảm với Park Bo Gum, người em thân thiết của Song Song Ki, sau khi cả hai hợp tác đóng chung phim. Trước những tin đồn này, phía đại diện của hai diễn viên đều lên tiếng phủ nhận,
họ khẳng định nguyên nhân ly hôn vì khác biệt tính cách, phủ nhận chuyện có người thứ ba. Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều là hai ngôi sao lớn trong làng giải trí châu Á. Chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi hậu duệ mặt trời cùng những lời nói cử chỉ ngọt ngào khiến họ từng là hình mẫu lý tưởng trong mắt công chúng. Cả hai làm đám cưới bí mật vào tháng 10, 2017. Việc ly hôn của cặp đôi để lại nhiều tiếc nuối trong lòng fan hâm mộ. Đừng vội đổ lỗi, Song Hye Kyo thực chất rất thật lòng với Song Joong Ki khi từng nói trong nước mắt, tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu anh ấy. Một cô gái như Song Hye Kyo tài sắc vẹn toàn, sự nghiệp vững vàng, nhưng thứ tình yêu tự do vô tư lự mà cô đã dành cả tuổi thanh xuân tìm kiếm vẫn chẳng thể vẹn tròn. Tôi khao khát được yêu một tình yêu tự do vô tư lự, nhưng là một nghệ sĩ, thật không dễ dàng để cân bằng giữa công việc và tình yêu. Song Hye Kyo từng giải bày như thế trước truyền thông khi cô còn đang là bông hoa chưa thuộc về ai. Và ngày hôm nay, khi thông tin Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức đệ đơn ly hôn sau 1 năm 8 tháng mặn nồng đã khiến câu nói này một lần nữa được lục lại. Ai cũng tiếc nuối cho một câu chuyện tình đẹp, nhưng tiếc nuối nhiều nhất vẫn là đoạn đường tình duyên đầy trắc trở của Song Hye Kyo. Bởi suốt 14 năm qua, từ khi mới là cô gái 23 tuổi và đến lúc trở thành quý cô ở tuổi 37, Song Hye Kyo vẫn chẳng thể tìm được cho mình một cái kết tình yêu vẹn tròn như cách cô mong ước. Mà đổi lại, mối tình nào đi ngang đời cô cũng mang nhiều ồn ào, sự chú ý từ dư luận, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Mới đây, trên mạng tiếp tục xôn xao một đoạn phỏng vấn của Song Hye Kyo với phóng viên. Theo đó, đoạn phỏng vấn này đã diễn ra vào thời điểm trước đó, như chưa từng được công bố. Cụ thể, khi phóng viên đặt câu hỏi, có thông tin bạn đã ly hôn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thì Song Hye Kyo đã bật khóc và ngay lập tức rời đi khỏi buổi họp báo. Ngay sau đó, nhân viên đã yêu cầu phóng viên chỉ hỏi những câu hỏi về bộ phim, không đặt các câu hỏi liên quan tới đời sống cá nhân. Sau 10 phút vắng mặt, Song Hye Kyo trở lại với buổi phỏng vấn với đôi mắt sưng húp. Sau khi xuất hiện, Song Hye Kyo cúi đầu và nói lời xin lỗi. Xin chào, tôi là Song Hye Kyo. Trước hết, tôi rất xin lỗi vì hành vi thiếu chuyên nghiệp của mình. Tôi là người của công chúng và tôi không nên rời khỏi cuộc họp báo đột ngột. Vấn đề phóng viên đề cập rất nhạy cảm với tôi vẫn chưa thể vượt qua nó. Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu anh ấy, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Ngay cả khi đó là một quyết định khó khăn, tôi vẫn quyết định nộp đơn ly hôn. Song Hye Kyo nói trong nước mắt, tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu anh ấy, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thông tin bài phỏng vấn này vẫn chưa được xác nhận. Khá nhiều người hoài nghi về tính xác thật của bài báo và cho rằng có thể đây là sản phẩm từ phía fan hâm mộ mà thôi. Trước đó, tờ Korabu cũng dẫn lời từ một người được cho là bạn thân của Song Hye Kyo tiết lộ rằng cô giảm cân và khóc rất nhiều trước vụ hôn nhân tan vỡ. Phản ứng của Nigel Hàn về vụ ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki, cảm giác Song Hye Kyo đã làm gì có lỗi? Dư luận Hàn Quốc bất ngờ đứng về phía Song Joong Ki trong vụ ly hôn này. Sau bài thông báo chính thức của Song Joong Ki về vụ ly hôn, cư dân mạng Hàn Quốc đã bàn tán về vụ việc một cách vô cùng sôi nổi. Rất nhiều ý kiến về vụ Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki đã xuất hiện. Điều đáng nói, nhiều người dự đoán rằng nguyên nhân ly hôn là do Song Hye Kyo đã làm điều gì có lỗi với Song Joong Ki. Khá nhiều ý kiến như, tôi cảm giác không phải lỗi của Song Joong Ki. Cảm giác Song Hye Kyo đã làm sai cái gì đó kinh khủng lắm. Sau tất cả những lùm xùm về vụ việc họ có đeo nhẫn cưới hay không thì chuyện này đã thực sự xảy ra, sốc thiệt luôn á. Sốc tới óc luôn, vì vậy trời mới sáng sớm mà đã bủng rụng hết tay chân. Song Joong Ki có vẻ khôn ngoan khi kết thúc mọi chuyện sau khi nhận ra mình phải làm gì. Ai cũng biết Song Joong Ki đã mê mệt cô ấy một thời gian dài, nên việc anh đệ đơn ly hôn khiến tôi hết sức quan ngại cho danh tiếng của Song Hye Kyo. Mình đã thấy là họ quá vội vàng khi cưới nhau rồi và Song Joong Ki thì yêu chị ấy hơn rất nhiều ấy. Việc anh ấy đệ đơn ly hôn trước và nói rằng đang trốn chạy khỏi nỗi đau hiện tại khiến mình thắc mắc lắm. Ai cũng biết anh là fan bự của cổ từ trước khi họ cưới nhau và tôi nghĩ là Song Hye Kyo làm gì đó sai á. Fan cả hai chắc đang rầu lắm. Sao mọi người lại sốc vì chuyện này? Từ đầu, khi nghe tin hai người cưới nhau tôi đã thấy Song Joong Ki phạm sai lầm lớn rồi. Cô ta dính rất nhiều thị phi với những người đàn ông khác và cả scandal trốn thuế cơ. Còn choáng váng hơn khi họ tuyên bố kết hôn nữa. Cảm giác Song Hye Kyo đã làm sai trái cái gì đó kinh khủng lắm. Ông đệ đơn trước kìa, tôi đã biết là ông quá vội vàng khi cưới một người phụ nữ nhiều tai tiếng, lẽ ra anh phải cẩn trọng hơn. Sốc quá mọi người ơi,
Họ đã là cặp đôi thế kỷ đó, vậy mà ông đệ đơn ly dị trước, Song Hye Kyo thực sự đã làm điều gì nhỉ? Bởi mới nói Song Hye Kyo suốt ngày dính tin đồn phim giả tình thật mà. Mới cưới chưa được bao lâu, nếu là thật thì choáng quá. Có vẻ Song Jong Ki đã cố nhẫn nhịn nhưng không thể. Các bà còn nhớ hồi trước báo đài chẳng rùm beng cái vụ đeo nhẫn cưới không? Chắc đã đánh hơi được từ thời đó và rình thời điểm công khai thôi. Tốt nhất là ly hôn trước khi có con cái. Tin sốc nhất mấy nay luôn á. Báo chí Trung Quốc biết trước rồi. Tôi cảm giác không phải lỗi của Song Jong Ki. Song Jong Ki có vẻ quá ngây thơ rồi.